Vâng, Trần Thắng xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trần Thắng xin được trở lại quý khán giả trong phần tin tức liên quan đến tình hình của Việt Nam, và đặc biệt ngày hôm nay Trần Thắng có sự mời chị Phạm Thanh Nghiên quay trở lại với Đài Truyền hình SBTN để tường trình một số công việc liên quan đến tình hình bên Việt Nam. Xin chào chị Phạm Thanh Nghiên ạ. Dạ vâng, xin có lời chào tái ngộ với anh Tường Thắng cũng như là khán thính giả SBTN. Dạ vâng, thưa chị Phạm Thanh Nghiên, một trong những cái một cái vấn đề mà có nhiều người cũng quan tâm rất nhiều, đó là việc thân nhân của những tù nhân lương tâm hiện tại đang bị bắt, bị giam trong tù. Không riêng chỉ cá nhân của các tù nhân lương tâm đó, mà ngay cả thân nhân họ hàng của họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái cuộc sống hàng ngày, bởi vì những cái việc mà dính dáng đến quan hệ gia đình rồi vấn đề can thiệp cho họ. Thì tình hình này nó như thế nào, thưa chị có thể trình bày cho quý khán giả cùng được biết không ạ? Dạ vâng ạ. Như tuần trước thì chúng ta đã thảo luận và tôi có nói rằng là bây giờ cái sự gia tăng đàn áp nó không chỉ nhắm đến những người mà trực tiếp tranh đấu từ những người đối kháng với nhà cầm quyền hay là các tù nhân lương tâm, mà nhà cầm quyền đã sử dụng cái lực lượng khủng bố, tức là công an cộng sản của Việt Nam ấy, để khủng bố gây khó khăn sách nhiễu đối với lại người thân của các gia đình tù nhân lương tâm, như là ngăn cản quyền tự do đi lại và đặc biệt là ngăn cản cả cái chuyện làm ăn buôn bán của người ta, với một cái mục đích là nhằm bịt miệng những người này không được nói đến, không được tường thuật các cái chuyến đi thăm hay là đưa thông tin về người thân của mình trong tù, cũng như là gây khó khăn về việc mưu sinh để gây áp lực đối với những người trong tù. Thì thời gian vừa qua thì là trong mấy ngày hôm nay thì tôi có cập nhật được cái thông tin là có khá nhiều thân nhân tù nhân lương tâm bị mời lên làm việc với lý do an ninh trật tự, hoặc là cái quyền hoặc mà họ nói rằng là với cái việc hoạt động trên không gian mạng. Ví dụ như là vợ chị Đỗ Thị Thu, vợ của anh chị, tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương, người bị kết án 10 năm tù, hiện nay đang ở trong trại giam An Điểm, hay là vợ của anh Bùi Văn Thuận, thầy giáo Bùi Văn Thuận, là chị Trịnh Thị Nhung, rồi vợ của thầy giáo Phạm Minh Hoàng nữa, là ông Hoàng thì hiện nay là đang định cư ở, cũng là một cựu tù nhân lương tâm đang định cư ở Pháp. Thì chị Oanh là vợ anh Hoàng đi thăm là về đến Việt Nam thì cũng bị nhận giấy mời, rồi rất là nhiều những người khác đang bị sách nhiễu kiểu như vậy. Dạ vâng, như vậy cái việc sách nhiễu này, cái mục tiêu chính của họ là để đạt được cái vấn đề gì, thưa chị Phạm Thị Nghiên? Chẳng hạn như vợ của anh Lâm, mà người ta thường hay gọi là thánh rắc hành á, cái câu hỏi đặt ra là họ quấy nhiễu và đàn áp những người này để đạt mục tiêu gì? Dạ, tôi vừa mới nói xong đấy ạ. Tức là cái mục đích của họ đấy là thứ nhất đấy là để khiến cho những cái gia đình nhà này, nhà tù nhân lương tâm thân nhân ấy, là trước tiên là về khó khăn về mặt kinh tế đó. Ví dụ chúng ta cũng đã nói cái chuyện này trong một là số tuần trước và tuần trước nữa rồi. Ví dụ tôi đã lấy ví dụ về cái việc mưu sinh của vợ của anh Bùi Văn Thuận, là chị buôn bán mật ong, là những cái công việc mà anh Thuận để lại sau khi mà anh đi tù. Hoặc là chị Lê Thanh Lâm là vợ của anh Bùi Tuấn Lâm, là họ dựng một cái màn kịch là có người đặt hàng, sau đó thì công an tới nói rằng là chị buôn bán hàng không được, kém chất lượng hay là không có giấy phép nọ kia gì đó, có kết quả là phạt 1,5 triệu đồng và rất là khó khăn trong cái việc chuyện mưu sinh và nhiều chuyện nữa. Thì thứ nhất ấy, là gây khó khăn trong cái việc mưu sinh, mà gây việc mưu sinh như thế thì về mặt kinh tế là rất là khó khăn trong cái việc đi thăm nuôi. Thứ hai nữa là để ngăn cản những người vợ này lên tiếng, tức là những người này thì cũng rất là mạnh mẽ, thì mỗi khi mà họ đi thăm chồng thì họ đều cập nhật các cái thông tin về tình hình sức khỏe tinh thần, hay là họ viết lên như những cái trang nhật ký đấy, mặc dù thông tin cũng không được quá nhiều, không được nhiều đâu, nhưng mà một vài thông tin như vậy thôi. Thì công an muốn là bịt miệng họ, tức là hai mục đích. Thứ nhất là gây khó khăn về kinh tế để có áp lực, để tạo ra cái áp lực rất là khó khăn trong cái vấn đề đi thăm nuôi quả cáp tiếp tế. Thứ hai là để hòng cho họ không thể nào mà họ dám lên tiếng, để chúng cắt đứt mọi các cái chuỗi thông tin đối với thế giới bên ngoài, với những người tù nhân lương tâm bên trong, và nhiều cái mục đích khác nữa. Dạ. Như vậy họ có bị vi phạm luật lệ gì đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam hay không? Đương nhiên chứ, đương nhiên là vi phạm luật hiện hành, tức là luật pháp ở đây là những cái luật pháp do chính nhà nước này làm ra, và công an phải tuân thủ cái điều đó. Thế nhưng mà từ trước nay thì họ đâu có làm theo luật, và trong quy định của pháp luật thì chúng ta phải nhớ một cái điều, tức là công dân được làm tất cả những cái điều gì pháp luật không cấm, và công an chỉ được làm những cái gì mà pháp luật cho phép thôi. Giữa cái phạm vi công an và công dân nó đã có một cái khoảng cách rồi, và giữa cái
được phép và cái không cấm, là nó đã, tức là công dân có quyền rất là rộng của người ta, không ai cấm cái việc mưu sinh và không ai được quyền cấm cái chuyện mà người ta nói về cái điều này điều kia cả, không ai cấm cả. Mà công an làm cái việc đấy thì rõ ràng là không những vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng, vi phạm đạo đức, thể hiện một cái sự vô nhân đạo, mà đối với cái pháp luật hiện hành là đã là vi phạm rồi. Dạ vâng, à, mới đây có một cái sự kiện nữa, đó là cái việc mà chị Nguyễn Thúy Hạnh á, được biết là chị đang bị bệnh ung thư, và có một số người đã coi như được ký tên vào trong một cái thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho chị Nguyễn Thúy Hạnh để chị có thể tiếp tục chữa bệnh ung thư ở phía bên ngoài. Thì những người ký tên trong cái trường hợp nó có gặp những cái trở ngại gì không, thưa chị Phạm Thanh Nghiên? Giờ đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng nữa. Tôi nhận được những cái thông tin là hầu hết những cái người mà ký tên vào cái bản kiến nghị yêu cầu Bộ Công an trả tự do cho bà Hạnh, tức là đình chỉ vụ án ấy. Trong luật thì người ta gọi là đình chỉ vụ án để bà Hạnh về chữa bệnh ung thư. Thì một trong những người viết đơn, viết thư kiến nghị đó là chị Huệ Như. Huệ Như, tôi nói thêm một chút về Huệ Như. Huệ Như là trước kia cô ấy là một cái người cho làm trong ngành giáo dục và làm về bên công tác về đoàn đội nữa, tức là đảng đó. Sau đó thì cô ấy thấy những cái bất công trong cái vấn đề thu phí, trạm thu phí, và cô ấy là một trong những người tiên phong trong cái vấn đề đánh bốt, tức là bốt ở đây là BOT, bốt bẩn, tức là bên Việt Nam họ công an họ lập ra, nhà nước họ lập ra những cái trạm thu phí rất là vô lý. Thì Huệ Như cô cảm thấy rất là những cái điều này là điều bất công, cho nên cô ấy là một trong người phản đối bốc bẩn, và thậm chí là một số người yêu mến còn gọi cô ấy là nữ hoàng đánh bốt. Và cuối cùng Huệ Như đã phải trả giá bằng 39 tháng tù giam, và cô ấy mãn hạn tù vào tháng 3 năm 2023, tức là năm nay. Và sau Năm đó ngoái, thì năm khi ngoái. ra ngoài thì Huệ Như rất là mạnh mẽ, và cô ấy đã nhận ra được nhiều các cái vấn đề khác, chứ không chỉ là vấn đề, không chỉ bất công ở những cái trạm thu phí. Và cô ấy rất là mạnh mẽ và dũng cảm, và cô ấy là một trong những người mà viết đơn để yêu cầu Bộ Công an là thả bà Nguyễn Thúy Hạnh để bà về, bà được ra ngoài để mà chữa bệnh. Bởi vì theo quy định ấy, thì là chị Thúy Hạnh đang bị tạm giam để điều tra, tức là chưa có án, tức là chưa chưa bị tòa án kết tội, thì là một cái theo suy đoán vô tội thì chị là người vô tội. Và trong luật quy định thì đối với những trường hợp đặc biệt, và đặc biệt là những trường hợp bị bệnh nọ kia đấy và chưa bị kết án ấy, và thậm chí cả bị kết án rồi, thì họ vẫn có thể được đình chỉ vụ án, để mà về nhà chữa bệnh. Đấy là đối với những người mà chưa thành án. Còn đối với những người mà có án rồi, mà trên ở trong nhà tù ấy, thành án rồi nhưng mà bệnh nặng, thì cũng có thể, luật cũng có thể quy định để cho người ta đi ra ngoài được ân xá, được đặc xá, được ra tù sớm trước thời hạn để mà chữa bệnh. Thì Huệ Như và một số người đã làm cái việc đấy, và sau đó thì khá là nhiều người là ký tên online, tức là ở phần bình luận trong cái bài đăng của cái lá thư kiến nghị của Huệ Như ấy, thì đã bị mời và bị triệu tập, thậm chí bị đe dọa là phải rút bài xuống, rút chữ ký của mình xuống, và thậm chí là những người này bị mời lên gọi để hạch hỏi về những cái mối quan hệ với Huệ Như, và thậm chí họ không có quen cô Huệ Như ở ngoài đời, mà chỉ là thấy quan sát cái việc này là đúng là phải nên làm thì họ làm thôi. Và Huệ Như nói rằng có hàng trăm người, bởi vì là dưới cái bài đăng đó và cái thời điểm đó là có khoảng hơn 300 người đã ký tên, thì hầu hết tất cả những người này đều bị công an mời gọi, triệu tập, thậm chí lừa. Lừa ở đây có nghĩa là nói rằng gọi điện, nói rằng đến để làm việc về vấn đề tạm trú, tạm vắng, hay là làm căn cước công dân, hay là làm hộ khẩu nó kia, nhưng mà lên thì đều là nội dung là đều bị mời về cái vấn đề nói hạch hỏi về các cái quan hệ với cô Huệ Như, và yêu cầu là phải bắt là rút tên khỏi cái lá thư kiến nghị rồi trả tự do cho bà Hạnh về để chữa bệnh. Thậm chí người ta còn có nhiều người là còn bắt công an còn yêu cầu họ truy cập vào cái trang Facebook qua điện thoại là phải block hay là hủy kết bạn với cái trang, với danh khoản được cho là danh khoản Facebook của Huệ Như. Rồi nói chung là tôi thấy chưa từng thấy một cái điều gì mà nó trơ trẽn, nó kịch cỡm, và nó bẩn thỉu như cái cách làm hành xử của công an an ninh Việt Nam trong thời gian này. Cái vấn đề đặt ra là trong một cái gọi là cái bản kiến nghị mà yêu cầu trả tự do cho nghĩa là tạm dừng thi hành án với cô Thúy Hạnh để mà có thể chữa bệnh,
một cái chữ ký đó chỉ yêu cầu, còn cái việc nhà cầm quyền có trả tự có đình chỉ vụ án hay không đó là quyết định của họ. Thế thì tại sao phải làm khó khăn cho họ trong trường hợp này? Bởi vì họ biết rằng là người ta đang làm đúng và họ làm sai, chỉ đơn giản thế thôi. Và họ biết, họ thấy rằng là khi mà họ cho truyền thông ấy, và công họ muốn muốn giới thiệu một gương mặt phản động, một tức là họ giới thiệu bà Thúy Nguyễn Thúy Hạnh trên truyền thông là giảng đấy, muốn giới thiệu cho công chúng biết, cho công luận biết rằng đây là một người xấu, đây là một người chống phá đất nước, một người chống đảng nó kia. Thì bây giờ là tại sao lại có hàng trăm, thậm chí trên thực tế là khoảng ngàn người cơ yêu cầu đòi tự do cho bà, và thể hiện một cái tình cảm, một cái sự mến mộ và một cái sự ngưỡng phục dành cho bà. Thì đấy là một cái thất bại về mặt truyền thông của nhà cầm quyền, thì đương nhiên là họ phải làm như vậy thôi. Dạ vâng, trước khi trở lại buổi nói chuyện với chị Phạm Thanh Nghiên, Trần Thắng xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại của Đài truyền hình SPTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin đối ngoại của Đài truyền hình SPTN. Sau đây chúng sẽ được trở lại buổi nói chuyện với lại chị Phạm Thanh Nghiên. Liên quan đến tình hình của chị chị Nguyễn Thúy Hạnh, thưa Nghiên. Thì ở trên Facebook có đăng một cái bức ảnh đó là người chồng của chị là ông Huỳnh Ngọc Chênh có đến cái khu bệnh viện nơi mà chị Thúy Hạnh đang chạy gọi là xạ trị đó, hoặc là hóa trị gì đó mình không rõ lắm. Và hai người có chụp hình chung với nhau trong trường hợp này. Thì cái không rõ rằng là cái hình đó là thật hay giả, và thứ hai là liệu cái bức ảnh đó trong lúc xạ trị hoặc hóa trị như vậy đó thì công an có cho đồng ý cho ông Huỳnh Ngọc Chênh gặp bà Thúy Hạnh trong trường hợp này lúc chụp bức ảnh đó hay không? Dạ thưa, thì tôi xác nhận rằng đó là những cái thông tin đó. Tôi về cái bức ảnh trực tiếp thì tôi chưa vào trong từ sáng, và tôi chưa vào Facebook của anh Huỳnh Ngọc Chênh Chênh cho nên tôi không biết. Nhưng mà anh Chênh vẫn, và người thân của chị Hạnh, anh Chênh là chồng, người thân chị Hạnh vẫn có thể được vào thăm chị, trong khi trong cái thời gian chị được được chuyển từ bệnh viện tâm thần đến cái nơi bệnh viện ca để mà chữa bệnh. Dạ thì đúng, tại vì là như tôi vừa mới nhắc tới cô Huệ Như ấy, Huệ Như và một số người bạn cũng đã tới tận nơi bệnh viện ca để mà thăm chị Hạnh và chụp hình lưu niệm hồi đầu tháng 3 vừa rồi. Thì những cái hình đấy là hoàn toàn là có thật, bởi vì theo quy định thì người ta được thăm là bệnh nhân mà chứ không phải là tù nhân. Dạ, đó là một cái thông tin có thật. Và mấy ngày, 2 ngày hôm nay thì tôi nhận được rất là nhiều, một số nơi thì nói rằng chị Hạnh đã được về và nhiều nơi chúc mừng. Nhưng mà sao tôi trước khi mà làm cái chương trình lên sóng, cái chương trình của anh Tường Thắng, thì tôi có nhắn tin và liên lạc với anh Huỳnh Ngọc Chênh là chị chồng của chị Hạnh, thì nói là chị Hạnh vẫn chưa được về nhưng mà có khả năng sẽ có tin vui trong những ngày tới, chứ còn hiện tại thì là chưa, chứ nhưng mà không phải là hiện tại, là tức là một số người đã đưa tin là chị Hạnh được về rồi, thì anh Chênh đã xác nhận với tôi là chưa, nhưng mà có thể cái tin đó sẽ trở thành hiện thực trong một vài ngày tới. Và nếu như vậy thì cũng là một cái điều rất là đáng mừng. Tuy nhiên thì tôi luôn luôn cảnh giác với nhà cầm quyền, tức là khi mà họ mà đáp ứng một cái điều gì đó cho số đông, ví dụ như trong cái trường hợp chị Hạnh được về thì chắc là cũng phải họ sẽ phải ra một cái kịch bản gì đó rất là có lợi cho họ. Dạ. Và tôi, nhưng mà dù sao đi nữa thì tôi cũng hy vọng là chị Hạnh được về để mà chữa bệnh. Dạ vâng, thì mình cũng hy vọng là chị Thúy Hạnh được về với lại để mà chữa bệnh trong trường hợp này, bởi vì đây là căn bệnh rất là ngặt nghèo. Tuy nhiên nếu mà cái chuyện này nó có xảy ra và thực sự như vậy thì theo chị Thúy Hạnh đánh giá ra thì nó có nhà cầm quyền có được hưởng lợi gì trong cái việc này như chị vừa trình bày so với lại một số các tù nhân lương tâm khác mà không hề được có thăm thân nhân thăm viếng trong thời gian tạm giam cũng như trong cái thời gian mà gọi là bị cầm tù hay không? Nghĩa là nó có Tôi nghĩ được là có một cái gọi là thiên vị hay hay là đối với nhà cầm quyền cộng sản họ không làm điều gì nếu không có lợi cho họ trong trường hợp này. Vậy trong trường hợp này họ được cái gì nếu mà cho chị Thành về sớm so với là những tù nhân lương tâm khác?
Dạ vâng, như anh vừa mới hỏi thì cũng là trả lời rồi, nhà cầm quyền luôn luôn làm cái gì đó tính toán có lợi cho họ, cho chế độ. Và để tránh quý khán giả hiểu lầm ấy, cái từ thiên vị ở đây ấy, thì để tránh có sự hiểu lầm thì tôi phải giải thích thêm một chút là dù cho họ có làm cái điều gì chăng nữa thì cũng đều là trong cái khuôn khổ pháp luật, tức là pháp luật hiện hành của họ. Tức là từ trước này những cái trường hợp khác là họ không làm theo pháp luật gì cả. Ví dụ như là nhiều người đi tù cũng bị bệnh hiểm nghèo nhưng cuối cùng họ đã chết trong tù, họ không có cho về, thậm chí chết rồi họ không không cho đưa xác về nhà, thì theo luật là như thế là không đúng, tức là họ cố tình đày đọa. Thì cho dù trường hợp của bà Hạnh bây giờ có được về chăng nữa thì cũng không phải là một cái sự ưu ái hay là không phải là một cái điều gì đó vượt rào về mặt pháp luật. À, tức là họ luật họ đi ghi ra như vậy thế nhưng mà đương nhiên là phải kèm theo một cái lợi nhuận gì mà họ phải được hưởng cái lợi nhuận gì đó thì họ mới làm. Và tôi nói rồi, tôi không biết cụ thể ở đây là cái gì, chắc là phải một vài ngày tới thì mình mới biết hoặc là mình sẽ không bao giờ biết, nhưng mà chắc chắn là có một cái kịch bản nào đó rất là có lợi cho nhà cầm quyền trong cái vụ này. Theo chị Pháp Liên Nghiên đánh giá thì có phải áp lực từ các chính phủ ở nước ngoài hay không? Đương nhiên là có những áp lực rồi, và ngay như kể cả những các cái tổ chức nhân quyền quốc tế, hay là tôi về mặt cá nhân cũng như là về mặt, tức là về mặt cá nhân thì tôi cũng có những cái vận động với chị, hay là trong cái một cái cơ quan nhân quyền mà tôi đang cộng tác thì cũng đã rất là nỗ lực trong những cái thời gian vừa qua, kể từ khi chị Hạnh bị bắt đưa vào trại tâm thần, cũng như là trong khi mà nghe tin chị bị ung thư, thì chúng tôi cũng đã có những cái nỗ lực để mà vận động quốc tế để gây sức ép để đưa chị Hạnh ra, để chị được cái quyền hưởng, cái quyền đương nhiên chị phải được hưởng đó là ra ngoài để chữa bệnh. À, bây giờ đây, sáng đây thì hỏi Phạm Thiên Nghiên thế này, nếu như cái kịch bản nó xảy ra là chị Phạm Thúy, à, Nguyễn Thúy Hạnh được ra ngoài để chữa bệnh đó, thì sau khi chữa bệnh rồi, nhà cầm quyền có đưa chị vào tù trở lại không? Tôi nghĩ rằng cái đó thì về 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 pháp luật ấy, nếu như mà chị mà bị đang điều tra mà họ không, họ chỉ tạm đình chỉ thôi ấy, thì đưa đưa tức là tạm đình chỉ vụ án thì để mà đưa về chữa bệnh, thì theo quy định ấy, thì là họ sẽ sau khi mà chữa bệnh rồi thì họ có thể là họ tiếp tục đưa vào nhà tù để mà tiếp tục điều tra vụ án, thì đấy là theo cái quy định của luật pháp là như vậy. Cũng giống như một số các cái trường hợp, ví dụ như là trường hợp của, không biết là ai, chúng ta có nhớ đến trường hợp của linh mục Nguyễn Văn Lý chẳng hạn, Dạ vâng. là ngài được đưa được 1 năm về nhà chữa bệnh, sau đó chưa đưa về, trở về nhà tù, thì đó là cái quy định hiện hành như vậy về luật tố tụng hình sự. Dạ vâng. À, ngoài cái trường hợp của chị Nguyễn Thúy Hạnh và cũng như một số các tù nhân lương tâm khác mà hiện tại đang bị gọi là nhà cầm quyền đàn áp về mặt kinh tế, tất cả mọi thứ thì theo chị thì còn có những ai đang gặp những cái trở ngại này hay không? Tôi nghĩ là hầu hết là mọi người đều gặp trở ngại. Khác một cái là có những người thì người ta công khai, người ta đưa cái vụ việc này lên, có những người thì người ta âm thầm chịu đựng, người ta không có chia sẻ cho người khác hoặc chia sẻ cho công luận biết, và cái mức độ thì khác. Thì theo quan sát của tôi ấy, thì là Công an Cộng sản Việt Nam thì nhằm vào những cái gia đình tù nhân lương tâm mà có thân nhân lên tiếng mạnh mẽ, ví dụ như gia đình Trịnh Bá Phương là những cái gia đình lên tiếng rất là mạnh mẽ, hay là gia đình của vợ của Bùi Văn Thuận, hay là Bùi Tuấn Lâm, hay là vợ của ông của kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh là chị Nguyễn Thị Châu, đó là tức là hầu như ai thì họ cũng bị cả, nhưng mà đối với những cái người mà lên tiếng mạnh mẽ thì họ họ đàn áp mạnh hơn, hay là vợ của Lê Trọng Hùng, nhà giáo Lê Trọng Hùng là chị Đỗ Lê Na, là một người khiếm thị. Đấy là chúng ta thấy là một người khiếm thị bây giờ bắt chồng người ta rồi, có 2 con nhỏ rồi mà lại còn 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 gây khó khăn, khủng bố một cách rất là kinh khủng, thậm chí đe bắt nữa, đe bắt người ta nữa. Bây giờ chồng người ta ở trại này đấy, người ta lục đục khăn gói quả mướp đi thăm, lên đến nơi thì nói là anh ấy bị chuyển đi rồi, tức là không hề thông báo cho người ta, trong cái hoàn cảnh người ta mắt mù cả 2 mắt không nhìn thấy cái gì nữa, và kinh tế rất là khó khăn. Nên chúng ta biết là có những trường hợp như hôm nay tôi nhận được một thông tin rất là buồn, là có những người 6 năm nay rồi không được gặp gia đình, là gia đình không có tiền để mà đi thăm, không có tiền để mà đi thăm nuôi, mà những cái việc làm của họ là những cái việc làm là vì cái cộng đồng chung, vì những cái việc rất là chung, chứ không phải là mưu cầu những cái riêng tư gì cho mình. Thì đối với chúng ta thì đây là những cái điều mà phải nói là rất là buồn, rất là đáng để mà suy ngẫm.
Nói về những chuyện đáng suy gẫm á, thì chị Phạm Thanh Nghiên bây giờ đang sống ở nước ngoài. Chị có nhận thấy rằng là hình như cộng đồng người Việt ở ngoài bây giờ không còn quan tâm nhiều đến với những cái vấn đề liên quan các tù nhân lương tâm ở tại Việt Nam như thời gian trước kia, trong thời gian của chị cùng với chị luật sư Lê Thị Công Nhân, cùng với luật sư Nguyễn Văn Đài hoặc là linh mục Nguyễn Văn Lý. Trong cái thời gian đầu đó thì cộng đồng người hải ngoại rất là quan tâm, nhưng mà hình như về gần sau này thì hình như cái việc quan tâm nó càng ngày càng bớt đi. Chị có nhận thấy điều đó không? Nhận thấy điều đó rất là rõ bởi vì tôi là cái thế hệ tức là cũng một trong những người mà cũng không dám nói là tiên phong nhưng mà cũng đã là cũ rồi, gần 20 năm rồi. Thì chính ra tôi tính tính nãy gần 20 năm rồi tôi bắt đầu đấu tranh dấn thân vào cái con đường này, lên tiếng đối kháng với nhà cầm quyền là từ năm hai cuối năm 2016, tính đến nay cũng là gần 20 năm rồi. Thì tôi thấy cái không khí hồi đó thì nó khác hơn bây giờ đó. Và đến bây giờ thì tù nhân lương tâm thì quá nhiều mà cái sự quan tâm và cái tinh thần của những người dấn thân hải ngoại thì tôi nói thật là có rất là nhiều người đáng được nể trọng, đáng là mình tôi nói thế, như thế không có nghĩa là cái sự phân biệt ở đây không có nghĩa là kỳ thị, tức là có những người mà lớn tuổi hay là họ vẫn bền bỉ rất là bao nhiêu năm rồi nhưng mà có những người người ta cũng bỏ cuộc giữa chừng. Dĩ nhiên là chúng ta không thể đòi hỏi được người khác phải làm thế này làm cái kia, nhưng mà ở đây là nói về mặt quan sát thì thấy là cái tinh thần còn hải ngoại bây giờ yểm trợ cho trong nước thì phải thừa nhận một cái điều rằng là cái tinh thần đấy xuống rất là nhiều, sa sút nhiều so với những cái thời gian trước. Đấy là một cái sự thật. Chị nhận định lý do tại sao? Chị có À, nghĩ tôi là nghĩ lý là do lý tại do tại sao? sao thì tôi nghĩ là thứ nhất là câu hỏi này sẽ chúng ta sẽ bàn luận trong và một cái đề tài Ok. trở thành một đề tài sẽ bàn luận sau, Dạ nhưng vâng. mà có nghĩa là phải làm một cái cuộc Thăm dò à? thăm dò, dạ sẽ Vâng. thăm dò thì chính những người trong cuộc trả lời thì tôi nghĩ rằng nó sẽ khách quan hơn, chính Dạ xác vâng. hơn là tôi và anh Tấn Thoáng ngồi đây để bình luận. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn chị Phạm Thanh Nghiên rất nhiều, rất tiếc về thời gian không nhiều. Một lần nữa Tình Thắng xin cảm ơn chị Phạm Thanh Nghiên và quý khán giả của SPTN, và xin hẹn quý khán giả trong cái chương trình tới của Tin Tức Việt Nam. Dạ, vâng, cảm ơn anh Tưởng Thắng, xin chào anh và xin tạm biệt quý khán thính giả SPTN.